Mẹ Namper lên tiếng thừa nhận con trai toang thật rồi, Lê Bảo vẫn cãi cố đi đâu. Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau không ngớt về hình ảnh những idol giới trẻ Lê Bảo Namper bị cầm bảng thông tin hành vi phạm tội. Đây được xem là bằng chứng xác thực nhất cho tin đồn hai hot boy bị tạm giữ vì tàng trữ sử dụng chất kích thích. Những hình ảnh ấy chưa thôi khiến dân mạng sục sôi, thì một hình ảnh trực tiếp từ phòng tạm giam bị rò rỉ nhanh chóng tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo đó, Lê Bảo Namper và người bạn đang nằm vật vã trên chiếc chiếu và ghế băng dài trong phòng tạm giam. Và đương nhiên, bên ngoài cánh cửa đã bị khóa chặt. Trong khi dân mạng vẫn xôn xao không ngừng thì mới đây, người trong cuộc cũng lên tiếng. Mẹ của Namper đã chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài, thừa nhận các con đã gặp phải sai lầm, vấp ngã và toang thật rồi hai chàng trai trẻ. Cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản như hai chàng trai đã nghĩ. Để có được thành quả và đi đến thành công thì ắt sẽ mắc phải những sai lầm, nhưng nó ở góc độ nào và đến đâu. Mẹ cũng hiểu ra rằng ai sinh ra thì cũng sẽ mắc phải sai lầm mà thôi. Mẹ của Namper viết, dù không nói thẳng Lê Bảo Namper bị tạm giữ vì tàng trữ chất ma túy, nhưng những lời bóng gió, cuộc chơi thâu đêm, cám dỗ, vấp ngã, sai lầm, toang thật rồi khiến mọi người thấy giống như ngầm thừa nhận tin đồn. Trong khi mẹ của bạn thân đã thừa nhận, còn Lê Bảo vẫn cãi cố. Sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa hai bên càng khiến niềm tin ít ỏi của người hâm mộ dành cho Lê Bảo Namper gần như chẳng còn. Từ chỗ là tin đồn, giờ thì ai cũng tin rồi đấy. Trước đó, tài khoản Facebook DTH đã chia sẻ đến trang cá nhân những hình ảnh của Lê Bảo và Namper bị tạm giữ và cho biết idol giới trẻ Namper và Lê Bảo múa quạt toang rồi các bạn ơi. 10 viên hai chỉ, cụ đi chân lạnh toát, kèm những hình ảnh Lê Bảo Namper ở trong đồn công an. Tuy nhiên, ngày sau đó, Lê Bảo đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng chỉ đang quay phim thôi. Up cái ảnh trong phim mà các vết thi nhau giật tít, nào là bị tóm, nào là đập đá. Theo chàng trai sinh năm 2001 khẳng định thì bộ phim này cậu sẽ có mấy cảnh quay tù nhân. Cãi bay cãi biến là thế nhưng đông đảo dân mạng vẫn bán tin bán nghi. Họ cho rằng tài khoản mạng xã hội của chàng hot boy 2001 này do công ty quản lý nắm giữ và đang status. Hơn nữa, để vào được đồn công an mà quay phim là chuyện không đơn giản. Ekip của Lê Bảo Namper khó lòng đầu tư cho một phim ngắn tới như vậy. Lê Bảo sinh năm 2001 là cựu học sinh trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật của Nam Định, từng gây sốt mạng xã hội với tấm ảnh thẻ siêu đẹp trai. Sau đó, anh còn khiến chị em đổ giao giao với clip khởi động môn thể dục bằng cách quạt chả trên nền nhạc Vina House. Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lê Bảo vẫn cùng Linh Ca tạo kỷ lục với MV cover ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, lọt top 1 trending trên YouTube. Namper tên thật là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999. Anh chàng là một YouTuber có tiếng với hơn 250.000 lượt đăng ký và hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi các page Mutex, Mutexer và trở thành fan của Mutex trên Lotus để theo dõi thêm những video thú vị khác nhé.